Chiến thần hắc ám. Chương 306, tất cả hoang mang. Chuyện này quá khó tin, bọn họ không thể tin được, tại sao lại có một công ty như thế mà họ chưa từng nghe qua. Vậy, kia, Thành Bội hơi ấp ứng, tình huống này chưa thấy bao giờ. Đưa đối tác vào đi, cũng đừng kinh động ai. Liễu Phi Tuyết không hài lòng với hành vi này của Thành Bội. Cô đây là quá đáng, chúng ta vẫn đang họp. Liễu tổng nói xem, cần hợp tác với công ty có thế lực hơn. Hay học hơn? Dù sao cũng đã quyết. Vậy xem chồng của cô, anh Huỳnh đây hợp tác với họ thế nào? Thành bội đây là cố ý làm khó. Chỉ cần Huỳnh Nhân làm mất mặt trước mọi người, vậy thì chiếc ghế của Liễu Phi tuyết thuộc về cô ta rồi. Yên tâm, anh lo được. Huỳnh Nhân nói. Anh vỗ vỗ tay của cô, rồi muốn cô yên tâm hơn. Được, chúng tôi xem như ở đây thấy tài năng của anh. Thành bội lên tiếng rất nhanh Huỳnh Thăng phát khí chất bước vào. Ồ, chúng tôi được coi trọng vậy sao? Nhìn lướt qua một chút. Tôi căn bản hợp tác vì biết có anh Huỳnh ở đây, lợi ích 73, còn có, dự án lần này chúng tôi sẽ cung cấp tài nguyên. Các vị chỉ cần ra sức mà thôi. Vừa nói xong, một mảng sôi nổi bàn luận. Đây là cho không rồi. Thành bội lại vô cùng kinh ngạc không thôi. Huỳnh nhân, có cần phải che giấu sao? Anh nhìn đi, vợ anh, con anh nói xong lại quay sang nhìn đám người kia các người chẳng phải khinh thường anh huỳnh sao vậy tôi sẽ cho mọi người thấy cái gì gọi là núi cao có núi cao hơn huỳnh nhân lúc này đứng lên nhìn xung quanh chỉ cười thanh bội chuyện này hợp tác được chứ anh vừa dứt lời thanh bội nhìn qua biên bản đánh giá dự án kia hiện tại trước mặt mọi người cô ta không thể nào nói câu không thể đây là đưa tiền tới miệng sao có thể nói không được được nhưng nó không chứng minh anh giỏi vậy cô nói xem một người có thể thâu tóm tài chính trong tay có giỏi không thật ra cô biết nói ra điều này sẽ phạm vào chuyện không đáng nhưng nếu không nói lại không được cô ta chỉ là diễn viên có gì mà hay ho tôi cũng không thấy được đảm bảo thanh bội nhanh chóng nắm được trọng điểm mà lúc này huỳnh nhân còn chưa lên tiếng long chủ là lưu an xông vào cô gái xinh đẹp gợi cảm vô cùng nhưng ánh mắt chứa toàn sát khí. Bên kia, biên giới có biến cần anh gấp rút tới đó. Cô không biết quy tắc của tôi. Huỳnh nhân nhíu mày nhìn Lưu An. Nhưng, cấp bách, thanh bội nhanh chóng nhíu mày, cảm thấy nực cười. Lại thuê người diễn kịch à. Cô ta đứng lên muốn lại gần Lưu An. Nhưng còn chưa đụng vào được người cô ta. Dầm, nếu cô còn dám thách thức thì tôi không chắc mạng cô còn. Lưu An sát khí bừng bừng thực sự nghiêm trọng. Huỳnh nhân nhíu mày cảm thấy kỳ quái. Chẳng phải lúc anh đi đã sắp xếp, ít nhất trong 20 năm sẽ không có gì. Khi nào lên đường? Sáng sớm mai. Liêu An trả lời không câu dư thừa. Anh, Liễu Phi Tuyết đứng lên, cũng hoang mang không kém. Đây là chuyện gì? Huỳnh nhân thở dài, lý ra anh muốn đường đường chính chính đưa Liễu Phi Tuyết đi lên. Nhưng chuyện biên giới kia anh không thể bỏ mặc. Chắc chắn có nội gián. Huynh nhân nhìn Lưu An nói: "Cô chuẩn bị đi." Lưu An gật đầu rồi nhanh chóng phóng đi. Liễu Phi Tuyết vẫn ngơ ngác. "Dừng họp đi, tôi nghĩ không cần họp đâu." "Thành bội phải không, cô cứ chờ xem." Nói xong Huỳnh nhân kéo tay Liễu Phi Tuyết. Trên đường lái xe về nhà, Liễu Phi Tuyết có chút nôn nao. "Kia là, sự thật anh có một thân phận khác, chỉ là muốn cho em một đường vững bền. Chỉ là Huỳnh Nhân vừa lái xe vừa kéo tay Liễu Phi Tuyết. Em có thể chờ anh được không? Lần này chắc chắn sẽ không để em cùng con chịu khổ. Anh nhẹ nhàng giải thích. Em có thể đi cùng anh không? Ánh mắt của Liễu Phi Tuyết vô cùng kiên quyết. Cô không muốn còn thấy cảnh mình cùng con bị người khác trà đạp. Tuy nói anh sẽ chuẩn bị cho cô nhưng thực sự mà nói, một phụ nữ không chồng ở cạnh. Nghĩ thôi cô cũng không dám nghĩ. Ở đó phức tạp, lại còn nguy hiểm. Huỳnh Nhân thở dài không phải anh không biết là chuyện để vợ con lại rất khó chỉ là anh muốn sắp xếp cho cô cùng con không muốn hai mẹ con nguy hiểm cùng anh cuống hồ thân anh có bệnh chưa dứt khỏi mà sông pha chiến trận cũng không đơn giản ở đây anh còn có thể bảo vệ họ nếu ra biên giới anh không dám chắc nhưng ở lại đây cũng không có gì chắc chắn liễu phi tuyết ánh mắt ửng đỏ vô cùng tủi thân gặp con đã huỳnh nhân do dự một chút về tới nhà, con gái cũng đã ở nhà. Con gái, cha sẽ có việc phải đi tới một nơi nguy hiểm. Con, nói đến đây Huỳnh Nhân cũng không biết nói tiếp thế nào. Liễu Phi Tuyết lúc này gượng cười, kéo con gái vào lòng. Cha có việc phải đi, con với mẹ đi cùng cha chứ. Ở đó sẽ rất khổ, sẽ rất gian nan. Liễu Phi Tuyết nói đến đây trong lòng lại phức tạp. Con bé sao có thể ở nơi như thế chứ? Hay chúng ta ở lại đây chờ cha? Cô chợt đổi lời. Huỳnh Nhân cũng hiểu Liễu Phi Tuyết đây là vì con. Audio điện tử võ tấn bền. chương 307, chờ đợi em. Huỳnh Nhân cảm nhận được tình cảm này chỉ vừa mới, càng lưu luyến không thể rời xa. Em và con cứ ở đây, anh hứa sẽ về sớm nhất có thể. Anh cũng sẽ sắp xếp cho hai mẹ con em, đảm bảo không có ai dám làm gì em. Còn có, sẽ đảm bảo hai mẹ con một đời không lo nghĩ, Huỳnh Nhân vẫn tự tin vào bản thân, chỉ là căn bệnh kia của anh có thể nói gốc ngọn tuy đều chỉ được đi nữa. Tàn tích vẫn còn. Lần này ra chiến trường vẫn không thể nào chắc chắn điều gì, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Nhưng nếu anh không về, mẹ con em. Nghĩ tới thời gian vừa rồi, Liễu Phi Tuyết cũng mềm lòng. Bọn họ còn chưa kịp ở cùng nhau bao lâu cả. Cô Liễu, cô yên tâm bên phía họ Liễu tôi đã xử lý xong. Họ sẽ không dám động vào cô. Lúc này, Lưu An mới tiến vào. Cô đã chuẩn bị xong. Thưa Long Chủ, tôi đã thu xếp ổn thỏa. Lưu An cúi người kính cẩn. Mà Liễu Phi Tuyết hơi ngừng người. Ba ba, phải đi sao? Ba ba phải đi. Tiểu bảo bối nhỏ lắc lắc cái đầu. Cảm giác rất tủi thân. Mình chỉ mới có ba thôi, sao giờ lại đi rồi? Ngoan, ở với mẹ, bảo vệ mẹ thay ba nhé. Huỳnh Nhân ôm lấy thân hình bé bỏng kia, cảm giác có chút lưu luyến ba ba hứa về với con có được không ba ba hứa huỳnh nhân trịnh trọng nói anh từng nói với em là sẽ không rời hai mẹ con em nữa liễu phi tuyết lúc này bật khóc cô thực sự không muốn không hề muốn chút nào tuy trước giờ cô không nói gì cả nhưng không có nghĩa là không có cảm giác gì chỉ vì lo cho con mà cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nếu thế lực anh lớn như vậy thì sao có thể dây dưa tới giờ hay anh Cô nghi ngờ là anh muốn thử lòng mình, hay là không đủ tin tưởng. Huỳnh Nhân sao lại không hiểu ánh mắt kia của Liễu Phi Tuyết? Đừng nghĩ nhiều, không phải anh không tin em, chỉ là có một số chuyện giấu đi mới tốt cho mẹ con. Cảm giác một lời không nói hết, mà lúc này Liễu Phi Tuyết cũng lựa chọn tin tưởng Huỳnh Nhân. Dù sao thì cô cũng còn con gái, cô không thể để con lại, cũng không thể đưa con tới gần chiến trường. Cũng không ai biết được có chuyện gì hay không vẫn là ở đây an toàn. Nếu Huỳnh Nhân có khả năng bảo vệ hai mẹ con cô, thì cứ vậy đi. Dù sao họ cũng sẽ không quá khổ sở là được. Em tin anh, nhưng mà... Dừng một chút khóe mắt cô có chút ửng đỏ, dù sao cô hiểu rõ cái gì gọi là chiến trường khốc liệt. Nhưng lòng cô có chút không nỡ. Đi ngay sao? Có lẽ tối nay sẽ phải đi. Chấm. Chiến trường khốc liệt, Huỳnh Nhân luôn cho rằng vết thương của mình đã lành hẳn, nhưng hoàn toàn không phải vậy vẻ mặt anh tái mét anh không nghĩ là bọn họ lại nuôi dưỡng lực lượng khủng bố trong thời gian ngắn vậy vợ con tôi ổn chứ thuộc hạ trong lực lượng thế giới ngầm đều luôn ra sức cùng anh luôn giữ cho anh biết tình hình vợ con anh tiểu thư rất giống ngài rất có tố chất vợ ngài vẫn ổn người kia cuối đầu nói lưu an xem như lo liệu ổn thỏa qua hơn một năm nay tuy vẫn duy trì liên lạc nhưng lòng anh vô cùng lo lắng không rõ vợ con mình ra sao chỉ mong là các gia tộc kia an ổn mà sống nếu không anh không ngại thử một lần đại khai sát giới báo cáo quân địch không biết tại sao biết vị trí phòng ngự của chúng ta không sao hữu tướng bên kia thế nào huỳnh nhân cười nguy hiểm nói thật ra qua năm rồi anh cũng biết vị hữu tướng kia là bất mãn mà có khả năng lần này là mưu kế hắn bày ra để hại anh chẳng qua là chưa đủ thời cơ cũng cần củng cố căn cơ dù sao sau này vợ con anh cũng không nên có nguy hiểm. Bảo vệ vợ con tôi cho tốt, nếu cần, có thể chuyển họ đi nước ngoài, nơi tôi sắp xếp. Ánh mắt Huỳnh Nhân hiện lên vẻ kiên quyết. Đại khai sát giới lần này, anh không chắc nắm bao nhiêu phần. Chỉ là điều có thể làm tốt, là dù kết quả ra sao vẫn bảo hộ mẹ con họ bảo toàn, bảo vệ lãnh thổ mà anh từng dùng mạng để đổi. Tiến hành đi. Gạch nối dài. Liễu Phi Tuyết ôm bảo bối trong lòng bất an hỏi Lưu An, "Anh ấy ổn chứ?" Lưu An ái ngại nhìn cô bé nhỏ trong ngực Liễu Phi Tuyết. "Nếu như cha con bé là người hùng, nó cần được biết." Lưu An im lặng, cô ấy cũng không biết nói sao. Không tìm thấy người, khó khăn lắm bật thốt được một câu. Theo căn dặn, mọi tài sản, tổ chức liên quan đều do vợ con anh ấy xử lý. Mọi nguy cơ đều được giải trừ, chỉ có ngài ấy Lưu An cũng đau lòng không kém. Chỉ là, nhiệm vụ của cô chính là bảo vệ người mà ngài ấy xem trọng hơn tính mạng mình. Nhiều năm sau, người ta nghe tới uy danh một vị nữ vương nhỏ, chỉ là một thiếu nữ nhưng cô quả quyết, can trường, tàn nhẫn, quyết đoán. Đứng trên vạn người, mà ở một góc xa xa, nơi yên bình nhất. Vợ, em xem, con gái chúng ta được người ta gọi là nữ vương đó. Em tình nguyện để con bé có một cuộc sống yên bình, liễu phi tuyết nhìn về phía hoàng hôn cảm nhận được sự yên bình hiếm có nhưng đó là nó chọn huỳnh nhân cười cười nhìn phía xa hết chuyện